Trước đây khi mà ở cấp 3 thì bản thân em là xuất phát từ học khối A, cho nên là tiếng Anh của em rất là kém. Và khi mà học xong thì em đã tự tin nhiều hơn vào khả năng tiếng Anh của mình. Dạ, em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. Em học ngành thẩm định giá. Em quyết định học tiếng Anh ở thời điểm hiện tại tại vì là em còn đạt tiêu chuẩn đầu ra của trường và em muốn có một công việc tốt hơn ở sau này để có một mức lương tốt hơn. Em biết đến khóa học của sinh bộ ý định là nhờ vào bạn em là học viên cũ ở đây, và sau khi mà bạn học về thì bạn nói là ở đây dạy rất là hay và cách học rất là hiệu quả, cho nên là em đã đến đây và đăng ký tham gia. Trước đây khi mà ở cấp 3 thì bản thân em là xuất phát từ học khối A, cho nên là tiếng Anh của em rất là kém. Và khi mà học xong thì em đã tự tin nhiều hơn vào khả năng tiếng Anh của mình và khả năng tự học của em cao hơn. Wow. Em nghĩ thì khả năng tiến bộ nhất của em là khả năng nói. Khả năng nói của em nó được cải thiện, nó lưu loát và tự tin hơn rất là nhiều. Ở sinh bộ hiến lịch thì em thích nhất là phương pháp chán chính tả và repeat and shadow. Nhờ phương pháp chán chính tả thì em có thể cải thiện được kỹ năng nghe của mình nhiều hơn và có thể học được từ vựng. Và còn đối với repeat and shadow thì em cảm nhận được là em có thể luyện được sự lưu loát trong quá trình nói tiếng Anh của mình. Theo em thì Miss Linh rất là dễ thương, rất là nhiệt huyết trong quá trình giảng dạy, và đôi khi thì cô sẽ chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, thì bản thân em là sinh viên thì em rất là cần thiết những cái điều đó và em rất là yêu quý cô. Tư vấn viên ở đây rất là hỗ trợ học viên rất là nhiều. Em nhớ có một lần là em đi vì ước mơ, xong rồi ở đây là các anh chị tư vấn viên cho em khăn giấy, và đôi lúc thì khi mà đói thì các anh chị cho bánh kẹo ăn. Điều này em rất là ấn tượng.